chiếc ấm đất trên tay, trà rót đầy một chén. Sáu bao lần hò hẹn, xin dâng người tình nhân. Những áng thơ ghép vần, nét chữ vờn thân ấm. Búp trà bay hương cúng, ngọt thơm làn môi em. Mỗi một người có những thú chơi khác nhau. Riêng với nhà thơ Vương Tâm, ông là người trọn vẹn trong suốt chiều dài cuộc sống, là những tháng ngày mải miết đi đến những làng gốm sưu tập ấm trà. Đã là thú chơi thì thú chơi nào cũng lắm công phu, và những câu chuyện xung quanh chiếc ấm luôn đầy ký ức, là những câu chuyện không thể nào quên. Thì mỗi một cái ấm trà nó như một tác phẩm nghệ thuật tổng hợp. Thứ nhất là điêu khắc, nó tạo dáng, tạo hình khối, đấy là nghệ thuật của điêu khắc. Thứ hai đó là màu sắc, tức là cái màu men nó được phủ bên ngoài, nó cũng tạo nên một cái vẻ đẹp riêng của cái tác phẩm ấm. Cái thứ ba là họa tiết. Họa tiết trên ấm tức là gồm có thư pháp, tranh, gọi là những ký họa. Vì thế nó mang một cái vẻ đẹp đầy gọi là hấp dẫn đối với tôi. Sự thật ra thì cái việc đi sưu tầm ấm ấy là một việc phụ, còn việc chính là đi viết bài và tìm hiểu những đề tài của từng vùng miền. Thế cái từng vùng miền ấy thì có thể có những cái nơi người ta có những cái ấm, ví dụ như là người Mường rồi là người Dao, người ta có những cái ấm cổ mà mang cái phong vị, cái chất văn hóa của cái dân tộc ấy, và đồng thời nó làm cho cái bài viết của mình nó đa dạng hơn, nó phong phú hơn. Vẻ đẹp của chiếc ấm trà độc đáo ở chất tạo hình và kiểu dáng phong phú. Bên cạnh đó, mỗi một ấm cổ điển còn được biến tấu, sáng tạo thành những hình mẫu gắn với con vật hay hình hoa quả, gắn với vẻ đẹp thiên nhiên và đời sống dân gian. Do sự đa dạng phong phú đó, mỗi chiếc ấm đều có nét đẹp riêng và hấp dẫn người chơi. Số lượng tôi nếu mà tính đã lên tới con số 450. Riêng cái bộ ấm tích thì trong đó thì nó có mấy cái bộ ấm rất là độc đáo. Ví dụ như là tôi có một cái bộ ấm là nhỏ nhất Việt Nam hiện nay. Thế và có một cái bộ ấm là ấm tích to nhất Việt Nam. Trong cái bộ ấm sưu tầm của tôi về ấm trà thì tôi có một cái tâm đắc nhất là một cái chiếc ấm mang hình một cái chiếc đàn dân gian của mình, tức là chiếc đàn nguyệt, chuyên hát và biểu diễn trong các cung văn và những điệu chầu văn mà rất hấp dẫn của dân tộc mình, và nó có một cái màu gọi là đất màu lục rất là đẹp. Thế nó mang tính thâm sâu của một cái chế tác. Thế cái thứ hai thế là tôi tìm được cái ấm này trên cái đầu phố, trên một cửa hàng ở đầu phố Lý Tử Trọng của thành phố Bảo Lộc. Đấy là nơi mà Trịnh Công Sơn đã từng thuê trọ và dạy học 3 năm để viết cái những bộ ca khúc Da Vàng ở tại đó. Theo nguyên tắc sưu tầm của tôi là nó có mấy nguyên tắc này. Thứ nhất là ấm mới và hình dáng nó độc đáo. Thế và chất liệu men nó huyền ảo, tạo nên một cái vẻ đẹp lung linh. Thế rồi mỗi cái phải khác nhau về mặt hình dáng, về mặt họa tiết, về mặt màu sắc. Thế đấy là cái nguyên tắc sưu tầm chung như thế. Cái điều mà tôi cũng quan tâm nữa là chất liệu chế tác. Thí dụ như là tôi chọn một cái ấm thì bao giờ tôi xem cái cốt đất nó như thế nào, thì bằng hình thức là gõ hoặc lấy pha chế trà để kiểm tra. Ví dụ cái ấm nào nó kêu vang đanh và nó như tiếng chuông ấy, thì bao giờ cũng làm cái ấm tốt. Thế có những ấm nó bục 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 đấy, cứ gõ vào, ví dụ lấy nắp ấm gõ hoặc lấy một cái dụng cụ nào khác gõ nhẹ vào ấm thì tiếng nó không vang lên, nó không rung, không ngân. Thì cái đó lại là một cái ấm mà mình phải cân nhắc mua. Thì đấy, thí dụ đấy là một trong những tiêu chuẩn về kỹ thuật.